thiếu, vì thiếu chính vậy em không chưa đủ để giao. Chính vì vậy yêu và xin khất đấy. Và anh Nguyễn Phương Thế ở Cao Bằng cũng đặt một cái băng xanh này thì cũng dính cái trường hợp này, em chưa thể giao được. Anh Nguyễn Mùi ở Quảng Ngãi đặt cái băng màu u đấy, thì cái băng màu u thực nó cũng có vấn đề, chính vậy em chưa thể giao được. Và Bắc Cường ở Hà Nội đặt cái băng Patty Hào và bị thiếu một chiếc, chính vì vậy cũng chưa thể giao cho bác được đấy. Và tất cả những người như anh Lê Chí Đức ở Đồng Nai, anh Cường ở Quảng Nam, anh Phạm Văn Giang ở Thanh Hóa, anh Hạnh Điện Tử ở Bến Tre và anh Trịnh Văn Thu ở Hải Phòng, tất cả những người này đặt cái băng BD của em. BD của em thì em xin lỗi bởi vì chậm trễ, em đến hôm nay thì em mới xin là phần mềm và có thể là ngày mai em sẽ giao cho bác. Thì do cái quân vang đó nó là bản nội địa các bác nhé, đó là Trung Quốc, chính vì vậy nó dùng tiếng Trung và em hoàn toàn em không biết tiếng Trung để em cài đặt. Chính vì vậy em đã xin phần mềm ở bên kia và đã được đồng ý rồi, và có thể ngày trong hôm nay sẽ có phần mềm em sẽ cài, em giao cho năm bác đặt cái băng BD này đấy, là băng con màu đen này. Còn tất cả những cái bác mà màu đỏ ở đây đấy, thì hôm nay em sẽ hỗ trợ các bác chuyển sang lô vàng này đấy. Cái giá thì đương nhiên các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé để lấy cái giá. Đương nhiên là cái giá này em sẽ hỗ trợ các bác hết sức có thể để các bác có thể lấy được cái giá đẹp nhất, để không bị chênh lệch nhiều ở đây. Đấy, cái giá này không bị chênh lệch những lô trước. Thì những cái lô như văng xanh Ivin này thì chỉ có 1 triệu thôi, họ đã bán chỉ 1 triệu thôi. Đấy, thì những bác này, tất cả những bác đây vui lòng liên hệ trực tiếp với em để lấy cái giá, em hỗ trợ các bác nhé. Đương nhiên là nó cũng thông cảm cho em, nó phải sẽ cao hơn một chút nhưng mà nó không nhiều, thấp nhất cho cơ thể các bác. Và cái lô này em sẽ mở bán cho các bác đây. Lô này sẽ là 1,6 triệu hết này. Đấy, 1,6 triệu hết. Kể cả chip pad luôn. Chip pad và auto king, dòng này rất là đẹp, để chỉnh rồi. Nó y chang giống thằng Patty Hào vậy các bác nhé. Thằng này này. Nó với Patty Hào gần như là một. Nó cũng có cái phím kích đại âm lượng ở phía sau. Đấy. Này. Nó cũng có cái phím cái nút kích đại âm lượng ở phía sau, y chang vậy thôi, không khác gì cả đấy. Đây này. Thì nó không khác, cái con này nó còn đẹp hơn và dễ chỉnh hơn cả Patty Hào nữa. Đấy. Và các con hai con vang trên đây. Có king và cái con trên đây. Thì hai con này em sẽ bán 1,3 triệu. Đấy. Còn tất cả từ đây xuống và lại đây là 1,6 triệu. Đấy, và em sẽ ưu tiên những người ở trên danh sách này đầu tiên. Những bác, các bác xem được cái video clip này của em thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Tất cả những bác ở trên đây sẽ được ưu tiên chọn hàng trước và lấy hàng. Đấy, sẽ hỗ trợ toàn bộ cho các bác. Tuy nhiên cái giá các bác thì các bác liên hệ trực tiếp với em nhé để lấy giá đẹp hơn. Vì cái này là lỗi rồi em, chính vì vậy em sẽ phải hỗ trợ các bác nhiều hơn nữa. Mong các bác thông cảm cho em, thực sự em cũng rất là buồn vì có một số cái vàng nó bị lỗi với em mà không biết trước đấy, thì cái đương nhiên cái đó em không thể sửa được và em cũng không muốn sửa để ra cho các bác, vì ra đôi khi nó không còn gì nữa em cũng không muốn. Chính vì vậy em nói thẳng, em xin mong các bác bỏ qua và em sẽ hỗ trợ các bác cái lô này đấy, cái lô này cho các bác. Mong các bác thông cảm nhé. Em thì để cái giá các bác thật đẹp nhất có thể, đẹp nhất trên thị trường hiện nay, không chỗ nào có thể mua được cái giá đó, các bác thể mua được con vàng này cả. Và đương nhiên em sẽ hỗ trợ chiều đó, ở cái điều đó. Và đây, và em cũng muốn nói luôn ở trong lô này em có hai con crossover, nó là con có số, thì em chuẩn bị bỏ bán luôn, thanh lý là 1,1 triệu. Này, bác nào làm sự kiện đấy cần cái loại này thì alo em. Này, em có hai con crossover của đêm ấy các bác nhé. Hai cái server ở đây mày, em mở bán là 1,1 triệu đấy. Bắt nào có nhu cầu thì alo. Còn riêng hai con vàng xanh này, hôm trước em có bảo bán các bác nhưng mà vàng DK này, DK 2000K thì con này có rất là hay, thực sự rất là hay luôn, mạch đẹp tuyệt vời, không thể chê được cái gì cả. Nhưng có một cái điều nó hơi ác một chút là nó dùng cái nguồn cái cổng này không có. Đấy, chính là vậy, các bạn bác nào mà có cái về chế được á, dùng cái nguồn adapter của máy tính á, thì cái nguồn này em cũng có, em sẽ hỗ trợ các bác. Thì các bác về chìa khóa chế cái cắm của cái cầu dây thì các bác dùng nhé. Thì cái con này em chỉ mở bán cho các bác là 800k thôi. Hồi trước em đã mở bán cho hết các bác rồi, nhưng mà em đã nói thẳng các bác là em không thể chế được, nó không thời gian để làm cái việc này. Chính vì các bác nào mà chế được thì hãy lấy, em đã xin lỗi mong các bác bỏ qua rồi, vì nhiều khi bất cẩn em không để ý cái rắc đằng sau này. Đấy, em có tự chỉ có mỗi con DK hơi khó thôi, ai ngờ con này nó cũng chơi cái rắc đó luôn, thì em muốn bó tay. Đấy, thì hai con này em sẽ bán là 800k con. Các bác về chỉ cần chế cái nguồn thôi, chế cái nguồn adapter vào là sẽ dùng được. Đấy, rất là ok con này. Đấy, còn tất cả đây như em gái họ nói
đây là 1,6 triệu. Thì cái vàng này bình thường em là đang bán, các bác để trên thị trường đang bán hơn 2 triệu, đang bán 2,5 triệu, thường là 2,5 triệu những con vàng này. Đây. Thì những con vàng này đấy, kể cả Chipat cũng vậy, Chipat là thương hiệu có thể nói là nổi tiếng rồi, thì em cũng chỉ bán 1,6 triệu hết, tất cả bán 1,6 triệu hết. Đây. Riêng hai con này cũng là cơ lai số các bác nhé. Thực ra con này nó là cái hiệu của dòng 3G audio này, đấy, con này nó là 3G audio này, thì bán 1,3 triệu, đấy, hai con này bán 1,3 triệu các bác nhé. Còn từ đây trở xuống lại đây là 1,6 triệu. Một hai con cốt số này, cốt server này thì bán 1,1 triệu. Con này con này con kia để bán 800 ngàn, đấy 800 ngàn. Em sẽ hỗ trợ tất cả hết sức có thể trong cho tất cả trong danh sách 11 người này đấy các bác nhá. 11 người này có nhu cầu chuyển đổi lên những dòng vàng này, em sẽ họ vẫn hỗ trợ hết sức có thể. Đấy, em hứa danh dự, em luôn luôn nói với các bác tất cả những gì em hứa với khách hàng em sẽ nói, em sẽ làm, không bao giờ thất hứa. Đấy. Còn em cũng nhắc nó có một, nếu mà có một các bác xem cái clip này, em cũng nhắc cho các bác cái gì nhỉ, em không nhớ tên, thực sự là không nhớ tên. Có một cái bác mà mua cái bộ mic K300 của em á, thì hôm bác ra nhận hàng mà em mà có hai cái đít mic vậy đấy. Đấy, thì các bác có nhớ gửi số tài khoản cho em, gửi tài khoản cho em để em chuyển hoàn tiền cho các bác. Cái lý do là hôm bác chê cái mic của em là bị gãy cái chấu pin, gãy cái chấu giữ pin ở trong cái tay mic các bác. Thì cái chấu thường em đã nói với khách hàng, cái chấu hầu như hàng bãi đa số là gãy hết, ít khi mà những cái bộ nào mà tuyệt đẹp thì còn những cái chấu thôi, cái chấu giữ pin đấy. Vì cái nó làm bằng nhựa cứng mà hầu như là gãy hết, thì bác nó chê là chấu gãy chấu giữ pin bác không nhận, thì em cũng tặng bác cho bác luôn là hai cái đít pin, hai cái đít của cái phần mic U66 em tặng bác luôn. Và bác hôm trước bác nhắn tin cái số tài khoản cho em rồi, nhưng mà thực sự là do một ngày em quá là nhiều tin nhắn, chính vì vậy nó đẩy cái tin nhắn của bác xuống ở dưới và nó xóa mất rồi, nó đã quá cái phần dung lượng của nó, đã xóa mất cái tin nhắn đó, em không còn cái số tài khoản để chuyển lại hoàn cho bác. Em lại sáng nay em lại nhắn tin xin bác số tài khoản, không biết bác đã nhắn chưa. Thì em nếu bác xem được cái clip này, bác vui lòng bác cũng chuyển lại cái số tài khoản này, em sẽ hoàn không thiếu một đồng nào. Những gì em cam kết em luôn em làm đấy, bác nào cũng ưng em sẽ hoàn tiền 100%, không đắc nhiều cả, thực sự đối với bác ạ. Các bác còn nhiều bác đã nói với em bảo là nhiều người thực sự là không thích, có thể là không thích em thì cũng không cần đăng ký kênh và cũng không cần xem những clip của em làm đấy. Tất cả chúng ta đã không thích thì không hợp nhau, được không nên xem của nhau đấy. Có nhiều người lên bình luận với em là dân Thanh Hóa thế này thế kia đấy, nói là ghét rồi, hay xuống tốc độ thế này thế kia. Thực sự bác không phải là em tốc độ đâu, lại em nhờ bác biết đấy, em không tốc độ, em cũng không phải là người chơi bài, sửa bài rất là chú tí làm ăn. Cái biệt danh xuống tốc độ của em làm là để tạo một điểm nhấn gì đó, thực sự vậy. Em muốn làm một cái tên gì đó mà có thể các bác đọc qua một lần các bác phải nhớ được em, thì đó là một cái tên, một biệt danh để em trên mạng xã hội, chứ không phải đó là con người em đấy, các bác có thể hiểu vậy. Cái thứ hai là nhiều cái công bác không thích mua hàng có thể nói, các bác bảo là những hàng hành lý là những hàng bỏ đi hoặc là những hàng ế ẩm đấy, thì em có nói luôn đây là những lo hàng, cái lo hàng này em hoàn toàn em nói đấy, không có ế ẩm gì cả đấy. Và đương nhiên những cái lô hàng nếu mà em không bán thành lấy thì thực sự ra nó rất là cao, và đó khi nhiều người không mua được đấy, không phải các bác nào cũng giàu như những người đó, những người đó rất là nhiều tiền, người ta mua thích vừa mặc 3-4 triệu em đều có cả cái phục vụ những người đó. Còn những người thực sự còn người ta không đủ điều kiện thì em sẽ tạo điều kiện những cái vàng này đấy, người ta mua đối với người ta như vậy là hay rồi, ok rồi. Còn đối với các bác như vậy không ok, các bác thích mua vàng nhiều tiền thì đương nhiên em vẫn có, chứ vậy các bác đừng có chê nhé, các bác đừng chê những cái con vàng này. Các bác chê là các bác đang sỉ nhục những người khách hàng của em, những người mua cái công vàng này của em. Ý là các bác nói là những người này không ra cái gì, những cái gì kia. Đấy, em xin lỗi các bác luôn. Đấy, còn những con vàng này em bán, em đều có chính sách, đều có hỗ trợ, đều có tất cả mọi thứ. Các bác đừng có chê những con vàng này của em. Không có con vàng nào mất đi cả. Em bán bao gì mà, những con vàng mất đi là những con vàng hư, đúng không ạ? Những con vàng hư, em nói là những con vàng mà hư rồi em sẽ mất đi. Đấy, còn những con vàng này không có trục trặc một cái gì cả. Vàng em đang em phải mua bằng tiền, em phải bỏ tiền để em mua, chứ là bác đừng có chê nó và đừng có quay thưởng khách hàng của em. Em cảm ơn. Còn bác nào không thích em có thể không đăng ký kênh và có thể hoàn toàn thoát ra. Thấy em đăng bài thì đừng bao giờ xem đấy, đừng bao giờ xem đấy. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn tất cả em nhắc lại những bác trong danh sách này, những bác nào có nhu cầu đấy, các bác nhìn kỹ nha, những bác nào có nhu cầu chuyển đổi vàng hoặc là muốn nâng cấp hoặc là những gì đó thì em sẽ hỗ trợ hết sức có thể nha. Các bác vui lòng liên hệ chị em để có một cái giá đặc nhất, bởi vì những khách hàng này là em sẽ hỗ trợ đặc biệt, bởi vì do một số trục trặc do bên em.
thì em sẽ có hỗ trợ đặc biệt nhất có thể. Đấy, các bác liên hệ để em được ưu tiên mua hàng đầu tiên và được chọn hàng đầu tiên. Đấy, còn những vàng đen đấy, những bác nào cần thì liên hệ em. Đấy, thì đương nhiên là những vòng tháng này là giá thực sự rất là cao, em chỉ hỗ trợ đến hết mức sức có thể, hỗ trợ thực sự là đến mức là không thể hỗ trợ thêm nữa, đó là 1.6 triệu. Đấy, còn những bác nào còn dùng đây thì em sẽ hỗ trợ, em sẽ chịu lỗ để hỗ trợ những bác này trên chính sách này. Đó là những khách hàng mà em đã thất hứa và em đã sơ suất và để không thể đáp ứng được nhu cầu của bác thì em sẽ phải bồi thường, phải có chính sách gì. Đây, em ghi dạy rõ danh sách được ưu tiên chuyển đổi vàng. Đây, em ghi rất là rõ. Những người bác thì vui lòng liên hệ em nhé. Cảm ơn các bác, hẹn gặp lại ở những clip sau.